Nòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi đến non yên. Non yên dù chẳng tới miền, nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đớn nào xong. Nay thì mình sẽ trở lại với cái deck người đá. Nhưng mà bây giờ ấy là người đá per loot cộng các bạn ạ. Tức là người đá ngày trước ấy chỉ là người đá để thống trị rank 800 thôi. Còn bây giờ là người đá cũng thống trị rank 800, nhưng mà nó per loot cộng hơn, tức là thêm nhiều chức năng hơn. Đây thì người đá, đây là một deck rất là bình thường. Các bạn mua cho mình ba con người đá này nhá. Mà nó cũng giống cái cách trước thôi. Chủ yếu là các bạn lấy con rào ác mộng này. Rào ác mộng thì ở trong gói nhân vật Haga ấy. Còn kiếm hộ vệ đây nhá. Mình chỉ các bạn kiếm một số bài, ví dụ như các bạn ấn vào con người đá này này, các bạn ấn xuống gói bài nhá, thì nó chỉ là gói lôi nhã 17 đó. Các bạn đến lôi nhã 17 thì nó sẽ có bài của cái con người đá này nhá. Hoặc là các bạn vào cái thần tích và hư vô ấy, thì nó cũng có lôi nhã đấy. Là các bạn cứ vào thần tích và hư vô mua cũng được. Nói chung là hôm nay ấy, người đá nó có vũ khí đặc biệt. Trước khi nói thì hầu như cái deck này này, điểm mạnh của nó là không sợ meta nào, à nhầm. Điểm mạnh của nó là meta nào cũng sợ, còn điểm yếu là meta nào cũng ăn được nó. Nói là nếu nếu đó là các meta bui bài cơ, còn nếu mà meta tự bui thì con này là thống trị con ạ. Ví dụ như kiểu là sen đổ thánh kỵ, nó gọi là meta đổ bài các thứ rồi, nó là hoàn chỉnh rồi. Còn nếu mà các bạn tự bui thì các bạn cứ chơi cái người đá này mình, không sợ bố con thằng nào cả. Đây, mặc dù đối thủ nên được rất nhiều sân không, bây giờ mình có thể là hiến tế nhá, hiến tế con này đi. Nói chung là bây giờ không cần lắm các bạn. Bây giờ nhá, dùng ráo mộng. Khi bạn rút được con người đàn lớn ý, thì bạn phải dùng ráo mộng luôn. Các bạn cố gắng làm sao thủ sân để rút được con đó nhá. Rồi bây giờ mình sẽ nạp đạn đi. Con này mặc dù triệu hồi được ý, nhưng mà mình thôi không triệu hồi các bạn. Triệu hồi thì các bạn kêu là nạp tiền. Đó, nói chung thì các bạn cứ rút được con người đá vừa hoặc người đá nhỏ ý, thì nó xong game. Đó, thấy không? Bây giờ ấy, vũ khí đặc biệt xuất chiêu. Bất ngờ chưa? Lại và không bất ngờ đi. Nói chung ý, các bạn chỉ cần lên con này là xong các bạn ạ. Con này thì nó tấn công vô số hạn, nhưng mà kiểu nó đang bị kiểu bẫy các bạn ạ. Đây nhá, không sợ quái luôn, ăn nhầm. Không sợ cái gì nhỉ, cái kỹ phách liên chẳng của nó ấy. Đó, này, thấy không? Sức mạnh của người đá, ngày trước thì người đá là chưa có đam các bạn. Bây giờ thì các bạn có thể dùng con này vào. Đấm một phát, niệm luôn. Chưa win à, để từ từ nhá. Còn effect gì nhỉ, giết con này đi các bạn. Giờ lúc được người đá đang win này, người đá hồi sinh, vẫn chưa ra, vẫn chưa win được các bạn. Nói chung là con này chỉ là một cái con cho vào để nó dọn sân thôi các bạn, chứ thật ra sức mạnh của người đá ấy, nó phụ thuộc vào mấy con người đá này cơ. Chết rồi, như mình cho nó win hết sớm nhỉ. Giờ chỉ cần rút được thôi. Đây làm lại nhá, ban đầu thì bạn phải rút được cái con người đá lớn, con đấy là con quan trọng nhất của deck này, và nó không có cách nào rút lên các bạn ạ. Chỉ có một cách là các bạn phải rút chay nó lên thôi. Đấy, chiến thắng rất là dễ dàng luôn. Nói thật ý, ngày xưa mình cầm rất nhiều meta vào, có khi thua boss các bạn ạ. Đây là một con boss nhá, nhiều ngày trước ấy mình cầm rất nhiều meta phù thủy hoặc là các thứ ấy, vẫn thua boss thường tình. Còn không, meta người đá này này, cái tỷ lệ thua boss của nó hiếm lắm các bạn ạ. Rất ít khi cái meta này thua được boss nhá. Nối chơi xoay quanh của nó nè, các bạn cứ ném cái con nối lên sân, rồi các bạn dùng mấy con nhỏ ấy, hoặc là con vừa, các bạn triệu hồi con vừa thì nó sẽ hen xin con nhỏ. Các bạn triệu hồi con nhỏ thì nó sẽ biến hình ra con vừa đấy. Nói chung là các bạn cứ phải đốt được con nhỏ, à con lớn chưa nhá. Con lớn thì các bạn có thể triệu hồi thường không cần vật tế, mặc dù nó là 5 sao nhá. Giờ làm sao rút được nó thì mình chưa nghĩ ra cách. Các bạn chờ mình tí nhá. Còn con Linh Năm này là một con bổ trợ đấy các bạn ạ. Ngày trước thì nó ở trong event Pharaon nhá. Ngày trước nó trong event Pharaon, nó là một cái, nó đổi như kiểu là một cục XP ấy. Nó chỉ là giá như một cục. Đây. Đây tớ sau mình sẽ combo nhá. Mày bỏ nó lại đi. Đầu tiên là mình phải tự sát con này đi nhá. Thôi không tự sát được con này rồi. Thôi hiến tế nhá. Bình thường ấy, khi các bạn tự sát được con này thì nó thì trên sân không có bài ấy. Con này có thể triệu hồi thường, không cần vật tế. Mà bây giờ thì hết rồi nên là mình bắt buộc phải triệu hồi đặc biệt con này. Bây giờ mình sẽ gọi con này lên. Đó, khi gọi con vừa nhá thì nó sẽ hen xin là cái con nhỏ. Đấy, thấy không? Còn bây giờ thì nó vẫn chưa đủ điều kiện để lên con Linh đâu các bạn ạ. Con Linh này thì nó phải là 5 quái cơ. Mình ít khi chơi con Linh lắm đấy. Này lắm bởi vì kiểu nó yếu ấy. Mà nghe mình nhớ đây. Bây giờ các bạn sẽ hiến tế con nhỏ đi nhá. Hiến tế nhỏ, gọi lớn lên. Xong bạn hồi sinh con nhỏ. Đấy, nó sẽ gọi là con vừa. Ảo ma xưa. Cái combo này các bạn thấy gọi bài ghê không? Cái này gọi cả mấy con thần nên cũng đủ sờ nói các bạn. Đấy, bây giờ niệm ngay, đấm một phát này. Này, đấm không thể ngăn cản các bạn. Một phát, kích effect liên chạm. Hai phát, ba phát. Ui, vẫn chưa, bốn phát, năm phát, sáu phát. Niệm chưa các bạn? Thấy không? Quan trọng là bây giờ, đây nhá, chuẩn bị một phát nữa. Bảy phát này, nó sẽ gọi ra hai con. Kích tiếp liên chạm. Nói chung là con này là một con mix vào cho người đá khá là được. Nếu mà các bạn không có thì chơi người đá phiên bản Super Loot cũng được. Còn nếu mà có rồi ý, thì chúng ta sẽ chơi người đá phiên bản Blood nhá. Win luôn con boss 15 tiền. Đáng sợ chưa?
Nói chung là con bóc 15 tiền này này nạp khá rất là nhiều không ạ. Chẳng qua là trận này ăn may mới win được đấy chứ. Đó, nói chung là bui người đá bây giờ ấy, người đá sẽ thuộc loại người đá plus cộng. Nó sẽ không giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì nó cũng mạnh, nhưng mà nó chỉ được thống trị ở rank 800 thôi. Còn bây giờ ấy, làm gì có cửa, rank nào cũng chơi được. Đấy, mình nốt trận này nha, mình sẽ ra đánh đánh người cho mọi người xem. Tại mấy con bot ý, nó rất là hay các bạn ạ, nên là mình sẽ đánh bot trước. Sợ các bạn không tin ý, tí nha ra đánh thường auto win luôn các bạn ạ. Đây là đánh bot cho các bạn thấy sức mạnh của deck này nó mạnh như thế nào đã. Còn tí mình ra đánh thường ý, auto win luôn. Giờ cứ phải nốt được con lớn các bạn ạ. Không có con lớn thì không làm ăn được trò gì. Bắt buộc phải có con lớn, nhưng mà tình hình này hình như không có rồi. Đen thật đấy, mình phải bu x3 nạp đạn nữa. Chắc là tí phải rút kinh nghiệm. Tí phải rút 3 nạp đạn vào. Rồi, mày đấm nó xong chưa? Đó, con này là con nó, đây con lớn đây rồi. Bây giờ mình có thể hy sinh con này chưa nhá? Đấy, nó sẽ có phản đòn này, bây giờ hy sinh này. Đó, nó sẽ có cho các bạn triệu thường. Đấy, triệu thường không vật tế luôn, mặc dù nó 5 sao nhá. Theo như game ấy, thì con 5 sao phải là ấy đấy. Bây giờ sẽ gọi con nhỏ xuống, nó sẽ gọi cho mình con vừa. Rồi bây giờ có khả năng là mình phải hy sinh con vừa đi á. Nó vẫn chưa đủ các bạn ạ. Giờ mình phải có khách hy... đây, gọi tiếp con nhỏ nhá. Nhạc là con vừa. Nói chung là cái combo này này không thể ngăn cản các bạn ạ, rất là dễ combo bài. Đấm thì khi con đấm nhau nha, con này full tường luôn các bạn, đấm đấm này, con này sẽ được có full tường các bạn ạ. Chỉ cần nó vào trạng thái chiến đấu ấy, anh nhầm, chỉ cần nó tấn công ấy, con này sẽ được full tường, tức là không bao giờ chết các bạn ạ. Anh nhầm, ừ đúng rồi, trừ khi nó ăn phải một cái số lá cực VIP thì mới chết thôi. Win chưa anh nha, mình sẽ ra đánh thường các bạn xem. Đánh thường ấy khả năng thì không thể thua các bạn ạ. Ủa, theo theo như mình nhận định bây giờ khả năng không thể thua được đâu. Đây, gặp luôn một trận mà lại chơi cây ba đồng trắng rồi. Cứ từ từ nhá, úp một cái bẫy xuống. Mai mình thi các bạn ạ, mà không sao, 26 thi nhưng mà 25 vẫn ngồi quay video được, không vấn đề gì cả, các bạn cứ yên tâm. Chẳng qua là thi người ta ấy rồi, photo xong tài liệu rồi nên là không có việc gì khó. Con này là chim siêu thanh à, con này là nghi thức à? Nghi thức bạn này chơi lạ đấy. Ủa? Chiến binh hỗn độn đấy. Siêu chiến binh hỗn độn nha, con này là siêu chiến binh hỗn độn các bạn ạ, chứ không phải là chiến binh hỗn độn. Ôi dồi ôi, được cái nhiều, nghe có vẻ khét đấy. Tối nha, hơi rén các bạn ạ. Mấy con vừa thì nó hơi rén một chút nha. Bây giờ thì khả năng mấy con này nó đấm xuyên được các bạn ạ, nên là cứ từ từ thủ sân trước. Bây giờ phải có con lớn trước, phải có người đàn lớn thì mới làm được vấn đề. Làm sao có con người lớn thì mình chưa biết. Mà nó chịu con siêu chiến binh này ghê thật đấy. Rồi, khi tấn công phá hủy quái mất LP này, đây nhá, có con lớn rồi này. Bây giờ mình sẽ thiếu mất một con à. Từ từ nhá, gọi con lớn lên nhá, gọi lớn lên, ăn bẫy thì thôi nhá, ăn bẫy là đen. Đấy, ăn bẫy là đen các bạn ạ. Rồi may quá. Bây giờ triệu thường. Nó ba con chưa đủ đúng không? Bây giờ thì nhá, đặt hy vọng vào tình bạn. Pha này rút được một con gì đó là được. Đừng nhá, đừng từ từ pha này nhỉ. Ê giờ, đây rồi, đây rồi. Rút được một con gì con quái là được rồi. Quái ơi. Đây rồi, người đàn lớn là người đàn lớn chưa được các bạn ạ. Cứ từ từ nha, chưa được. Con lớn này thì nó chưa làm được gì các bạn ạ. Phải có con nhỏ, con Linh cơ. Con nhỏ này có effect không nhỉ? Ôi tại sao con Linh này, ôi con nhỏ này không có effect à? Con này cũng không có effect à? À vô lý. À đâu, có effect mà. À con nhỏ này cũng có effect này. Ôi con nhỏ này, à khi nó triệu hồi nó không có effect các bạn. Ôi trời ơi. Thế này thì chỉ có niệm thôi. Ý giời ạ, bạn này chơi thần các bạn ạ. Pha này mình sắp gọi được rồi đấy, nhưng mà bạn này chơi thần mới đau chứ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Này ngôn nỗi đau này. Bạn này cho mình một tơn xem, pha đấy mình chủ quan ấy, mình không dùng hồn đóng băng. Pha đấy nếu mà kiểu mình vui tính ấy, mình dùng hồn đóng băng là mình win rồi đấy. Mà pha đấy chủ quan quá các bạn ạ. Thôi không sao, phù thủy đường đen à. Căng nhiều. Có phù thủy đường đen này thường đi với ESO các bạn ạ. Nó thường mix cho mấy đứa nó chơi ESO ấy. Mà các bạn biết rồi, ESO là một deck không thể ngăn cản. Chỉ cần nút được bài trên tay thì không thể ngăn cản ESO rồi. Nói chung là cũng hơi khó nhá. Cái trận vừa nãy hơi tiếc các bạn ạ. Trận vừa nãy thì nếu mà mình sống qua một tôn ấy thì mình gọi được con người đá thứ năm rồi đấy. Mà tiếc quá, cái pha đấy hoặc là pha vừa rồi lút được một con quái, chỉ cần một con quái thôi là xong phim rồi. Mà đen cái nỗi chủ quan quá các bạn ạ. Rồi, nãy giờ bảo kêu không thua nhưng mà pha vừa nãy hơi chủ quan các bạn. Hình như bạn này auto rồi các bạn ạ. Thôi cho bạn này win nhá, bạn này đánh auto rồi. Đúng rồi, con này con hẹ con bạn này như là chơi ấn auto ấy, nên là cho bạn này win. Chắc là bạn này đang cày sự kiện pha lông ấy, nên là cho bạn này win đi. Bởi vì mình muốn tìm mấy cái bạn đánh đánh thực nục ấy, đánh mang thực nục cho bạn xem. Chứ giờ kiểu nói thì các bạn sẽ không tin đâu, nên là sẽ không đánh với mấy bạn auto nhá, đánh với người cho bạn xem. Thôi bạn này cũng auto rồi.
nhìn úp 54 cái 57 này thì chắc chắn là auto. Auto là sao? Là tức là người ta treo treo nick để cày kỳ vật đấy các bạn. Người ta sẽ ấn nút tự động đấu nhá các bạn, chứ người ta không dùng cái nút không múa như mình. Người ta sẽ ấn cái nút tự động này này. Đấy, như vậy này, sẽ thôi, nhầm rồi. Người đá vừa, con này lên sân, con này cho vào mộ cũng được các bạn, không cần phải rút nó lên tay. Nhưng mà hôm nay đen, đen cái nỗi làm sao mà không rút được cái con đá lớn các bạn ạ. Bình thường ấy, đá lớn phải rút lên trước thì cái deck này mới có thể đánh được. Nếu mà không rút được đá lớn thì cũng không sao, chúng ta rút nó từ từ cũng được. Mà vấn đề là phải rút được nó cơ. Bạn này giống auto ấy nhỉ? Hay là đang suy nghĩ nhỉ? Mình nếu mà dùng phù thủy như này ít khi auto lắm, khả năng là căng nhỉ. Đào lại bài đi xem rút được con lớn không nhỉ. Lớn này không còn lớn được các bạn ạ. Đau thế nhở, người đá vừa, hai con vừa để chưa ăn thua, bây giờ phải có một con lớn. Bắt đầu bắt buộc phải là con lớn thì mới combo được các bạn ạ. Nút bài căng nhờ. Bạn này không biết là auto hay không ấy, để mình còn biết nối. Nếu mà đánh người ấy thì nó kiểu không sợ meta nào các bạn ạ. Bởi vì căn bản ý, các bạn đánh với meta nào thì bạn cũng thua thôi. Nên là chúng ta sợ làm gì không biết. Bạn ấy không thèm tấn công luôn này. Phản đòn à? Out chỉnh. Dằm ba mấy con bù nhìn sát vụn. Nó cũng chỉ là một con 100k thôi các bạn ạ. À. Cũng chỉ là một con 100k thôi. Quan trọng là kỹ năng. Game này là game kỹ năng các bạn thấy không? Bình thường bù nhìn sát vụn là một con rất là mạnh đúng không? Cực kỳ mạnh luôn. Hầu như mấy bạn. Sao bị nát rồi? Ồ hình như bạn này chơi đẻo rồi, nãy giờ toàn bị lag vậy. Vừa dùng cái lá này thì mình bị lag luôn đấy. Chắc là bây giờ phải gọi được cái con đá vừa, à đá lớn các bạn ạ. Ba con vừa, tài thật đấy. Bằng một cách nào đó mình rút được ba con vừa trên sân. Ba con vừa một lúc luôn, sợ chưa? Giờ thì phải rút được hai con quái. Bây giờ rút được linh táo được. Chỉ cần linh táo hình như là do, một là do lag hay là do lag rồi ạ. Nếu mà lag thì bạn cứ mở tab khác đi nhá. Không thì ô sao chơi game đỉnh thế nhở, đang chơi lag mất tiêu rồi. Tạo này có mấy cái vụ hack hack lag như các bạn, mình chẳng rõ cái vụ này đâu, kiểu ít khi mình chơi game lắm, mình chơi đối thủ toàn quýt thôi à, có bao giờ chịu thua đâu. Xong chưa? Ôi trời, cái gì đấy? Cái thằng này nó bật ấy rồi các bạn ạ. À. Nó không đánh lại, nó bật hack rồi. À đâu đến được mình rồi đúng không? Lượt mình nhưng mà có lút được bài đâu, thằng này bật hack rồi. Đúng không nhở? Nếu mà không, nếu mà do game ấy thì xin lỗi bạn này nhá. Còn nếu mà do bạn này nhá thì chơi chơi thế này là chết người ta rồi. Đang múa tự nhiên nhảy đùng một phát vậy, ai chơi này? Lag mất tiêu rồi các bạn. Cái này thì mình không biết tại sao ấy, nhưng mà kiểu thôi. Nay thì nếu mà có đang định test cho bạn cái deck, à, mình chịu thua xem được không nhỉ? Không chịu thua được. Cái này chắc là do game các bạn ạ, chứ không phải là do bạn ấy đâu. Chắc là mình nghi nhầm cho bạn ấy. Nếu mà bình thường ấy, nếu mà do người ta kia thì chắc chắn là phải chịu thua được chứ. Chẳng nhẽ không chịu thua được luôn à? Để em xem hết time của mình sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ này định test cái deck người đá cho bạn xem mà gặp đúng cái trường hợp game lag mới đau chứ. Lại dữ liệu không đồng bộ. Cái gì ấy? Thế là bị treo game à? Mấy thằng đạo đức mất dạy này. Thôi bị treo nick rồi các bạn ạ. Cái này treo thì tầm 5-10 phút là được thôi. Nhưng mà buồn ấy. Cáu thế nhờ. Thôi bỏ qua chơi thành kỵ một chút nhá. À đây à, cái gì nhờ. Đừng quên nhá, tất cả những cái video xem lúc 11h15 các bạn có thể comment từ cái gì nhờ, một a à nhầm, từ 00 đến 99 để các bạn được comment tối đa 10 lần, tức là các bạn có thể comment 10 số ngẫu nhiên từ 00 đến 99. Nếu mà nó trùng với kết quả xổ số, kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì các bạn có thể cơ hội sở hữu cái nick này. Đó, đây là một nick các bạn sở hữu trong một ngày thôi nha, nên là các bạn bớt thắc mắc. Bởi vì là mình ấy ngày nào cũng có các bạn đoán ấy thì hack đâu ra mấy mấy trăm cái nick. À, cái này thì mỗi ngày mỗi bạn sẽ chơi một lần nếu mà các bạn trúng này. Bây giờ thì Hino Pro chơi không? Không. Bây giờ mình sẽ chơi thử ESO à? ESO sao này phải tôm? Exodia mấy thằng nào bui tào lao thế nhờ? Mấy thằng này bui có tâm đi đi. Võ thần ở đây này cũng có võ thần nhưng mà mình không biết chơi các bạn ạ. À chơi thử thánh kỵ nhá. Bây giờ mình sẽ múa thánh kỵ cho bạn xem. Mà nên là không có tham đâu. Và vui múa nhỉ. Vui thì chắc là không có đứa nào rồi. Thôi múa với con bot cho nó giải sầu nhá. Múa thử thánh kỵ cho bạn xem này. Kiểu nộ. Cái này chắc là do game rồi chứ giờ nãy giờ chơi game buồn cười thế. Bây giờ thì tiên chim mút nhìn à. Lấy con tender đi nha các bạn. Cái này bạn nào bui
Nói chung là bui là một chuyện thôi, nút bài là chuyện khác bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử nhảy full XYZ cho bạn xem nhé. Thử nhảy full XYZ nhé. Cắm thanh này vào đây này. Ánh sáng kêu gọi của con bo xuống này. Bo thì nhảy vào kiếm này. Kiếm thì cắm vào bo này. Lựa chọn thì ném ném hai thanh này xuống nhá. Kiểu gì cũng rút được cái thanh này này. Nói chung là cái này chơi tính toán một tí là được bạn ạ. Cái này hình như phải lên linh đúng không? Ừ. Phải lên linh chứ đâu phải lên thánh vương đâu. Sai sai, thôi cứ lên linh đi, ăn nhầm, lên thánh vương các bạn ạ. Cứ combo thánh vương đi, còn linh để sau nhé, không sao. Bây giờ mình sẽ ánh sáng thanh kiếm rực rỡ này. Đấy con này xuống, cắm vào con này. Rồi bây giờ sẽ tiên tri thánh kỵ à, tiên tri ma kỵ à, tiên tri ma kỵ linh đúng không nhỉ? À, thành kiếm tịnh hóa là lấy con này lên đúng không? Ừ, con này lên được không? À, lên được này. Rồi cái thanh này khi chết nó sẽ vào mộ này. Rồi bây giờ sẽ thánh kỵ suy tư là gọi lại hai con à, lấy một con lên đúng không? Lấy một con lên thì bây giờ lấy con tenno là hết 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 triệu được rồi. Bây giờ sẽ lấy ý chí thanh kiếm sắt rào, thanh quang lựa chọn là ném bài à? Ừ, hết bài rồi quan ạ. Thanh quang hồi tưởng là gọi một con xuống à, gọi một, gọi hai con cơ, căng nhiều, gọi hai con luôn đấy. Bây giờ thì các bạn có thể nhả con này xuống này. Rồi tiếp theo ý chí thanh kiếm là lấy lại kiếm à, cắm hai thanh này vào con này đi. Ừ, ok. Rút thanh kiếm đánh thức thanh kiếm ánh sáng rát rạp, đánh thức thanh kiếm là hy sinh con này để rút một lá, không hy sinh một con để lấy một con lên các bạn ạ. Thánh vương thì cái này hình như do mình combo sai nhá, mà không sao, nói chung là thánh kỵ vậy cũng ok này. Chẳng qua là không rút được cái lá là rút bài đâu các bạn ạ, thấy không? Không có một lá là rút bài nên là nó hơi yếu một chút. Thánh vương triệu hồi là gọi này xuống à, hình như là lấy cái thanh này lên đúng không? Ừ, ô mình đoán đỉnh thế nhở. Rút thanh kiếm đánh thức thanh kiếm là hy sinh thanh này để lấy một con lên à, cũng chưa giỏi. Nói chung là combo hơi fail, nhưng mà thôi, demo cho bạn xem cái nick này thôi. Chứ thật ra mình combo thánh kỵ ghê lắm. Định test cho bạn người đá một chút mà, nhưng mà kiểu cái thằng một là do game, hai là cái do bạn kia ấy, nó kiểu ấy quá, không 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 chơi được.